lần này trận đầu tiên mình sẽ đấu hiền nhỏ nha. Đây trận đầu tiên mình đấu hiền nhỏ hay hiền bự nha. Đấu hiền nhỏ nha. Ừ. Đây trận đầu tiên đấu hiền, mà tại sao con Chi Chu cha bị Chu Mai nhí rồi? Thì nó bị chìm rồi, cha chiến thắng rồi. Bỏ gì kỳ vậy? Bộ da đó.
một like, một subscribe nha. Để có được một video mới hay hơn. Nhớ nha.